Vâng, chào mừng chị đã quay trở lại đến kênh Audio 2. Video ngày hôm nay thì em sẽ cho anh chị trải nghiệm chi tiết thêm về chất âm của em loa Prosync W15 cột then này nha anh chị. Dòng này thì mới được Prosync cho ra mắt vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023 để cho anh chị đón một cái Tết tưng bừng hơn cùng em loa nữa nha. Và bây giờ thì em sẽ cho anh chị trải nghiệm ngay bây giờ về hai đoạn nhạc test. Thứ nhất là đoạn Bolero, thứ hai là đoạn nhạc bát mạnh, và sau đó là em cho anh chị trải nghiệm thêm về một đoạn karaoke nữa nha, để cho anh chị có một cái góc nhìn mới, một cái gu nghe mới về chất âm của em loa này, để anh chị có thể chọn lựa âm nó một cách chính xác hơn anh chị nha. Còn bây giờ thì vào ngay thôi, 1, 2, 3, let's go. Rồi vào ngay thôi anh chị ơi, hai đoạn nhạc nha. Thứ nhất là Bolero trước nha anh chị. Đập vỡ cây đàn dần đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi. Đập vỡ cây đàn dần đời, bạn trắng như vôi. Dần người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn dần người, con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để nguôi. Đắm vỡ cây đàn dần người, đôi trắng thay đen. Dần đời chớ như bàn tay. Ok anh chị ơi, một giọng ca có thể nói là thánh thoát, thanh thanh như miếng lùi luôn nha anh chị. Rồi qua một đoạn bô lên nữa, bát mạnh anh chị nhé. Cô hàng xóm xong lên nha. Rồi, vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vùng ngoài ô tôi có căn nhà cây, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên sống trong giàu sang, quên lối nhung đài nhan, đi về sẽ đón đêm đen dưới ánh trăng vàng. Tôi với cây đàn âm thầm thở và cô nàng bên xóm, mỗi lúc lên đèn sáng làm tôi thấy trong tâm tư rộn ràng như lời ôm yên mật nồng của đôi đứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tình không giác ngộ, tôi sợ thân mình là bọn đêm, làm sao ước mơ duyên tơ mãi sợ. Tôi sợ ngàn trái là mộng đời chúa xót. Rồi, không biết là sau khi anh chị trải nghiệm qua về chất âm của em loa này thì đáng để anh chị sở hữu ngay em loa Prosync W15 cột then này không nha. Và anh chị nếu muốn biết được chi tiết hơn về cách rồi gọi là chức năng của em loa nó cũng như là review chi tiết thì anh chị có thể xuống phần mô tả video này nha. Em sẽ để một cái đường link về review em loa W15 cột then này nè.
Rồi, thì nếu mà anh chị có những nhận xét, những đánh giá gì thì anh chị cùng bình luận với mình nha, để xem ai sẽ có góc nhìn tinh tế nhất. Và anh chị đừng quên là khi anh chị mua hàng bên Loa Kéo Tâm Việt chúng em á, thì anh chị sẽ nhận được rất là nhiều những ưu đãi, và kèm theo đó là quà tặng dịch vụ vô cùng hấp dẫn đang chờ đón anh chị trong dịp đầu năm 2023 này anh chị nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. My heart is a ghost town.